Xin chào anh em đã quay trở lại với Hùng Mobile. Như đã hứa ở trong video trước thì trong video này mình sẽ chia sẻ tới cho anh em bài đánh giá chi tiết về Realme GT Neo 3. Cái điểm đặc trưng nhất của con máy này đó là nó sẽ có cái phiên bản sạc nhanh lên tới 150W anh em nhé. Và với mức giá hiện tại thời điểm mình làm video này là khoảng gần 10 triệu dành cho phiên bản sạc nhanh 150W hoặc là khoảng 8 triệu dành cho phiên bản cơ bản hơn là 80W. Anh em cùng mình đánh giá chi tiết để xem là với những lý do gì sẽ thuyết phục chủ chúng ta để chúng ta xuống tiền mua Realme GT Neo 3 anh em nhé. Năm nay Realme GT Neo 3 có nhiều các biến thể và phiên bản khác nhau. Đầu tiên là biến thể cơ bản nhất với pin 5000mAh và sạc nhanh 80W. Thêm khoảng 2 triệu chúng ta sẽ có phiên bản sạc nhanh cao cấp hơn là 150W như mình đang có trên tay đây, nhưng pin giảm xuống chỉ còn là 4500mAh. Ngoài ra Realme GT Neo 3 còn có một phiên bản đặc biệt sử dụng thiết kế và ngoại hình theo phong cách của bộ phim hoạt hình Naruto. Ở mẫu máy cơ bản thì máy vẫn sử dụng kiểu thiết kế đặc trưng dòng GT với hai đường kẻ sọc mang đậm tính thể thao. Chúng ta có mặt lưng kính được hoàn thiện tốt, các cạnh bo cong và cho cảm giác tiếp xúc tương đối dễ chịu. Đồng thời bề mặt nhám giúp hạn chế vết bám mồ hôi vân tay trong quá trình sử dụng. Khung viền chỉ là nhựa nhưng chất lượng gia công tốt. Tổng thể Realme GT Neo 3 cầm trên tay khá thoải mái, gọn nhẹ và tiện lợi. Hơi tiếc một điều là máy không hỗ trợ chuẩn kháng nước kháng bụi nên anh em cần lưu ý giữ gìn. Ngoài ra bộ anten NFC được bố trí bao phủ 360 độ xung quanh phần cạnh trên của máy để giúp tối ưu tính năng kết nối không dây. Phía trước là màn hình kích thước 6,7 inch trên tấm nền AMOLED với độ phân giải Full HD cộng, được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5 và tốc độ làm mới 120Hz. Với tốc độ làm mới cao, các thao tác lướt, vuốt trên màn hình cũng như các hoạt ảnh chuyển động nhanh, mượt với độ trễ thấp. Đồng thời Realme GT Neo 3 sẽ tự động giảm xuống 60Hz khi chúng ta không tương tác với máy hoặc tùy theo nội dung hiển thị để tiết kiệm điện năng. Trên là hiển thị ở mức cao cấp với độ tương phản cao nhờ tấm nền AMOLED hỗ trợ cả nội dung HDR10+. Trong phân khúc giá này, lợi thế của Realme GT Neo 3 nằm ở màu sắc có độ chính xác cao, tông màu trắng không bị ám vàng hay xanh như các thế hệ trước. Độ sáng tối đa khoảng 460 nit khi cài đặt thủ công và có thể lên đến gần 800 nit ở chế độ tự động. Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được Realme GT Neo 3 ở ngoài trời hay dưới ánh sáng mạnh. Cảm biến vân tay quang học ẩn dưới màn hình, tốc độ phản hồi nhanh với độ chính xác cao. Tuy nhiên thì cái vị trí đặt cảm biến hơi thấp nên sẽ có phần thiếu tự nhiên trong các thao tác sử dụng hàng ngày. Máy có một đôi loa kép stereo với loa phụ tích hợp cùng dải loa thoại phía trên. Âm lượng đôi loa này lớn, to rõ ràng và chất âm ấn tượng ở tầm giá này. Tiếng nghe trong, có bass và đáp ứng được tốt cho nhu cầu giải trí. Realme GT Neo 3 có tương đối nhiều tùy chọn bộ nhớ, từ 128 tới 512GB. Ngoài ra máy có thể mở rộng thêm 5GB RAM ảo anh em nhé. Hiện tại GT Neo 3 sử dụng giao diện người dùng Realme UI 3.0 mới nhất trên nền Android 12, tương tự như các dòng máy Realme khác trên thị trường. Chúng ta đều đã quen thuộc với giao diện này nên mình sẽ không đi sâu. Với giao diện này trên Realme GT Neo 3, chúng ta có nhiều tính năng phục vụ cho các tác vụ chơi game như là điều chỉnh mức độ hiệu năng từ thấp, cân bằng tới mạnh nhất hay các chế độ khác như là không làm phiền, v.v. Và hiệu năng là một trong những yếu tố mang tính cạnh tranh của Realme GT Neo 3. Chúng ta có chip MediaTek Dimensity 8100. Về mặt hiệu năng thì Dimensity 8100 hoàn toàn có thể so sánh được với Snapdragon 888 của Qualcomm. Snapdragon 888 được tối ưu và có độ tương thích với các tựa game cao hơn nên có thể khai thác được tối đa hiệu năng khi trải nghiệm. Còn dòng chip Dimensity vốn đã khá kén game với độ tương thích thấp hơn. Cụ thể là với con Dimensity 8100 này mới ra mắt nên trải nghiệm chơi game sẽ bị giới hạn hơn một chút. Nhưng khi so sánh về mặt thông số thì Dimensity 8100 lại nhỉnh hơn Snapdragon 888 về mặt sức mạnh đa nhân cũng như là về xử lý hình ảnh 3D. Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vào hiệu năng mà Realme GT Neo 3 mang lại ở tầm giá này. Đồng thời GT Neo 3 cũng được cải tiến nhiều hơn về quản lý nhiệt độ. Do vậy máy sẽ không bị quá nóng và duy trì được hiệu suất hoạt động ổn định hơn so với đa số các dòng flagship hiện nay trên thị trường. Với phiên bản dung lượng pin 4500mAh, Realme GT Neo 3 cho thời gian chờ rơi vào khoảng 102 giờ đồng hồ và mức trung bình trên thị trường. Nhưng công suất sạc nhanh 150W là thứ có thể sẽ đánh bại đa số các đối thủ khác. Test thực tế trên Realme GT Neo 3 khi cạn pin thì chưa tới khoảng 20 phút, chính xác là khoảng 18 phút gì đó thì máy đã sạc đầy được tới 100%. Một tốc độ quá khủng khiếp và không thể mong đợi nhiều hơn ở tầm giá này. May mắn là Realme không thích bảo vệ môi trường nên anh em mua máy sẽ được tặng kèm theo bộ sạc cáp có công suất tương ứng trong hộp, giúp cho anh em trải nghiệm được tối đa công nghệ này trên GT Neo 3. Ngoài ra như mình đã đề cập ở trong đầu video, anh em có thể tiết kiệm khoảng 2 triệu khi lựa chọn phiên bản cơ bản hơn với sạc nhanh 80W và dung lượng pin 5000mAh. Realme GT Neo 3 được trang bị cụm 3 camera sau gồm camera chính 50MP có chống rung OIS, camera ultra wide 8MP và camera macro 2MP. Chất lượng ảnh trên camera chính ở mức tốt, ảnh sắc nét, độ chi tiết cao và màu sắc đẹp mắt. Trong một số trường hợp chụp trong nhà, ánh sáng không đủ nhưng ảnh cho ra vẫn có thể làm cho chúng ta hài lòng. Nhìn chung với GT Neo 3, chúng ta sẽ có những bức ảnh mang tông màu rực rỡ, độ tương phản cao và phơi sáng tốt, giải tần nhạy sáng rộng.
Máy chụp xóa phông đẹp nhưng sẽ hoàn thiện hơn nếu độ sắc nét được gia tăng thêm. Màu sắc được xử lý tốt, đồng thời GT Neo 3 nhận diện, lấy nét và bóc tách chủ thể cũng tương đối nhanh và chính xác. Camera ultra wide có thể đánh giá là ở mức trung bình, màu sắc sinh động và chất lượng ảnh có thể sử dụng được, nhưng nước ảnh bị bệt, mờ và các chi tiết không quá sắc nét. Camera macro cũng cho trải nghiệm tương tự như camera ultra wide, ảnh không quá xấu, có thể dùng được nhưng về mặt chất lượng thì kém hơn nhiều so với mức giá khoảng gần 10 triệu dành cho phiên bản 150W. Trong điều kiện trời tối, Realme GT Neo 3 sẽ tự động áp dụng chế độ chụp đêm trên camera chính. Chất lượng ảnh khá ổn, nước ảnh có độ sắc nét và thu được nhiều chi tiết, màu sắc sinh động và ít bị noi. Highlight và các vùng sáng trong ảnh được xử lý cân bằng, không bị cháy quá nhiều. Phơi sáng điều chỉnh hợp lý nên các vùng tối hay là đổ bóng trong ảnh giữ được nét tự nhiên, nhìn không bị trơ do kéo sáng quá mức. Chế độ chụp đêm không cho nhiều cải thiện đáng kể, ngoại trừ tổng thể bức ảnh sẽ sáng lên khá nhiều. Camera ultra wide trong điều kiện này cho chất lượng ảnh ngang với những chiếc máy thuộc phân khúc giá rẻ, ảnh bị noi nhiều, bệt và chi tiết bị mờ hoàn toàn. Chế độ chụp đêm cho trải nghiệm tốt hơn, ảnh được khử noi, tăng độ sắc nét và tăng giải tần nhạy sáng nhờ xử lý bằng thuật toán. Camera selfie cho ra ảnh được phơi sáng tốt, chi tiết sắc nét và giải tần nhạy sáng rộng. Camera chính có thể quay video độ phân giải 4K, video sắc nét, màu sắc rực rỡ, giải tần nhạy sáng rộng nhưng phơi sáng hơi thấp nên video sẽ bị tối nhẹ. Camera ultra wide chỉ có thể dừng ở Full HD. Chất lượng video ở mức trung bình, noi nhiều và giải tần nhạy sáng hẹp. Chiếc máy này thì nó sẽ đảm bảo tốt cho chúng ta ở mức cao cấp về cả thiết kế này, hiển thị, hiệu năng, đặc biệt là cái công nghệ sạc nhanh cũng như là cái thời lượng sử dụng nữa. Cái này thì chúng ta đều không thể phủ nhận rồi. Có lẽ đây sẽ là một trong những chiếc điện thoại sạc nhanh nhất hiện nay trên thế giới và với mức giá chỉ rẻ khoảng 10 triệu dành cho phiên bản 150W như thế này. Cái điểm mình không thích ở trên chiếc máy này đấy là cái cụm camera bao gồm cái camera ultra wide và cái camera macro, thật sự là nó chỉ có kiểu như để cho có thôi. Chứ thật sự là nó cũng không mang lại cái trải nghiệm tốt như mình kỳ vọng và nó cũng không quá xứng đáng với mức giá 10 triệu, đặc biệt là dành cho phiên bản 150W như thế này. Do vậy thì với mức giá khoảng 10 triệu dành cho phiên bản 150W thì có lẽ là mình sẽ không đặt Realme GT Neo 3 vào mức độ ưu tiên cao nhất. Bởi vì nếu như bỏ qua cái 150W kia thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác trên thị trường mà nó hoàn thiện hơn, nó hài hòa hơn và nó mang lại cho chúng ta những cái thiết kế cũng như là trải nghiệm nó cao cấp hơn rất là nhiều, đúng không nào? Nhưng về mặt công nghệ thì chắc chắn là cái mức giá 10 triệu này nó rất xứng đáng dành cho phiên bản 150W anh em nhé. Theo ý kiến của mình thì có lẽ GT Neo 3 phiên bản 150W sẽ là cái chiếc điện thoại phổ thông cho tốc độ sạc nhanh tốt nhất hiện nay trên thị trường, đặc biệt là ở trong cái phân khúc giá này. Đó, nếu như anh em nào mà quan tâm và muốn trải nghiệm cái công nghệ sạc nhanh này thì số tiền 10 triệu mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng. Còn không thì chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm hơn được khoảng 2 triệu khi mà lựa chọn cái phiên bản nó cơ bản hơn là 80W đúng không nào? Với mức giá khoảng 8 triệu dành cho phiên bản 80W thì mình nghĩ đó là mức giá nó hoàn toàn hợp lý, cho nên là không có gì phải đắn đo ở cái phiên bản đó cả. Còn nếu như anh em mua 150W thì anh em sẽ cần đắn đo liệu mình có thật sự cần tới 150W hay không anh em nhé. Và ý kiến của anh em về chiếc máy này như thế nào thì anh em hãy để lại bình luận xuống dưới video này. Hiện tại thì bên mình đã có sẵn hàng Realme GT Neo 3 rồi, tất cả sẽ đều là máy mới nguyên hộp này, đầy đủ cả phiên bản 150W và 80W. Đó thì anh em có thể lựa chọn tùy theo cái nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính cá nhân. Và những cái dòng máy Realme này thì sẽ có sẵn tiếng Việt, anh em mua về chỉ việc mở ra và sử dụng thôi, không cần phải cài đặt gì nhiều hay là phức tạp cả. Link mua hàng thì mình sẽ để trong phần mô tả video anh em nhé. Anh em có thể click vào để cập nhật mức giá mới nhất ngày hôm nay, cũng như là những chương trình khuyến mãi dành riêng cho anh em khi mua Realme GT Neo 3 tại Hùng Mobile. Nếu như anh em cảm thấy video này có ích thì anh em hãy like và subscribe cho Hùng Mobile anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này của Hùng Mobile. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Tạm biệt anh em.